Tối và đêm nay thời tiết ở Cần Thơ và nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ dịu mát, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất toàn miền phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ C, rất là thích hợp cho mọi người xuống phố dạo chơi. Sang đến ngày mai thì khoảng đến 9-10 giờ sáng, nắng sẽ lên dần, đến trưa thì nắng trải khắp toàn miền cường độ nắng mạnh hơn so với ngày hôm nay và nền nhiệt ở khu vực miền Đông Nam Bộ cao hơn so với miền Tây. Một số nơi chạm cường nắng nóng như tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh 35 độ C. Còn tại Cần Thơ, Cao Lãnh, Châu Đốc, Trạch Giá và các nơi khác của khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Về chiều tối, quý vị cần đề phòng mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh. Đảo Phú Quốc ngày mai, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 32 độ C. Đến chiều tối, mưa dông trải trát, về đêm mưa vài nơi, trời mát mẻ, nhiệt độ hạ xuống còn 26 độ C. Trên biển, thời tiết ở vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, trời ít mưa, nắng nhiều, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, thời tiết xấu hơn, trời mưa nhiều, dễ đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh.